Xin chào cả nhà Hôm nay Vũ xin được hướng dẫn đến cả nhà Các động tác vỗ đá thông kinh lạc Đầu tiên chúng ta sẽ vỗ cho mặt ngoài phía ngoài của cánh tay Tác dụng nó sẽ tốt cho tim nha cả nhà Phía ngoài cánh tay của mình Bàn tay cả nhà nắm Hờ à, như vậy Dạ có một lỗ Cảm thấy một khoang kho khoảng rỗng ở giữa lòng của bàn tay khi vỗ cả nhà tác ý và đọc đọc theo khẩu quyết nha cả nhà. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn khi cả nhà vỗ mình lưu ý là không vỗ vào các cái khớp như cả nhà không vỗ vào các cái khớp ta vỗ những cái phần thịt thôi thứ hai là chúng ta sẽ vỗ lòng trong của cánh tay thì nó sẽ có tác dụng tốt cho phổi xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn xin lỗi bạn mong thông cảm Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. À rồi, tiếp tục cả nhà mình vỗ cho phía ngoài của hai chân chúng ta thì nó tốt cho hệ thống tiêu hóa cả nhà ha. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn tôi yêu bạn xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn mỗi một lần chúng ta vỗ từ 3 đến 5 lần như cả nhà có sự kết nối với cơ thể và tiếp theo là chúng ta vỗ phía lòng trong của hai cái chân chúng ta thì nó tốt cho à, cơ quan là thận xin lỗi bạn mong thông cảm cảm ơn bạn tôi yêu bạn Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm. Cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. À rồi, cả nhà nhớ lưu ý là xếp bằng khi chúng ta ngồi vỗ. Đã thông kinh lạc. Dạ, vỗ chúc cả nhà một ngày mới à, trả đầy sức khỏe. Và cả nhà mình mỗi sáng ngủ dậy nhớ vỗ đả thông kinh lạc trước khi chúng ta tập khí nha cả nhà. Dạ, xin chào cả nhà.